Đội hình xuất sắc nhất tứ kết World Cup 2022. Messi vô đối. Chuyên trang thống kê SofaScore đã công bố đội hình xuất sắc nhất tại tứ kết World Cup 2022, cùng điểm qua 11 cái tên ấn tượng nhất của vòng đấu này. Trên hàng công, có bất ngờ khi Messi được chấm tới 9,1 điểm và anh cũng là cầu thủ được chuyên trang SofaScore chấm cao nhất tại tứ kết. Đáng ngay bên cạnh anh không ai khác ngoài Vigos, cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Argentina. Trên chấm luân lưu, tiền đạo cao 1m97 cũng đã thực hiện thành công quả sút của mình. Nhưng đáng tiếc, Hà Lan lại không thể vào bán kết. Tại tứ kết, Antoine Griezmann đã có trận đấu ấn tượng với hai đường kiến tạo từ Giroud cùng Tchouameni ghi bàn. Anh cũng được chấm 7,5 điểm. Hai cầu thủ đã ngay bên cạnh ngôi sao người Pháp là Bruno Fernandes của đội tuyển Bồ Đào Nha và Saka của Anh với lần lượt 8,2 và 7,6 điểm. Brozovic của Croatia là cầu thủ được xếp chơi ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ 4 người. Động cơ vĩnh cửu của đội bóng áo caro đã di chuyển quãng đường lên tới hơn 15 km trong trận đấu với Brazil. Sau trận, anh được chuyên trang thống kê SofaScore chấm 7,6 điểm. Đây được đánh giá là thành quả xứng đáng với Brozovic. Bộ tứ vệ trong danh sách đội hình xuất sắc nhất tứ kết World Cup 2022 là sự kết hợp giữa hai cầu thủ của Croatia và Maroc. Cụ thể, bộ đôi El Jamic và Ala của đội bóng châu Phi được chấm lần lượt 7,6 và 7,7 điểm. Trong khi đó, hai cầu thủ còn lại là hậu vệ phải Juranovic với 7,6 điểm và trung vệ Lovren với 4 điểm của Croatia. Thủ thành được sướng tên trong danh sách lần này là Livakovic của Croatia với số điểm lên tới 9.0. Ở trận đấu với Brazil, người gác đền 27 tuổi đã có 8 tình huống cản phá. Đồng thời, anh cũng trở thành thủ môn đầu tiên của Croatia có nhiều pha cứu thua nhất trong một trận đấu tại World Cup.